đã bao giờ các bạn cực kỳ là khó khăn, vất vả và chật vật để vượt qua một kỳ thi hay là chưa? Và mình cũng đã từng trải qua như vậy. Nên là hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mà vượt qua những cái kỳ thi hao như thế. Đi nào. Bước 1, loại bỏ tất cả những thứ khiến cho chúng ta phân tâm. Xung quanh ta thì có rất là nhiều những cái thứ khiến cho chúng mình không thể nào tập trung vào việc học được. Bởi vậy hãy loại bỏ hết tất cả những thứ đó đi. Truyện tranh này, quà của người yêu tặng, thậm chí là cả đồ chơi nữa. Bước 2, chọn cho mình một khoảng thời gian thích hợp nhất để học. Theo như các nhà khoa học cũng như là các thầy cô giáo thường xuyên tư vấn cho chúng ta, đấy là cái khoảng thời gian thích hợp nhất cho việc học chính là buổi sáng. Khi đấy thì đầu óc chúng ta sẽ minh mẫn và tỉnh táo hơn. Và cái việc học vào thời điểm đấy thì sẽ giúp cho kiến thức vào đầu sẽ nhiều và dễ dàng hơn. Thế nhưng tôi biết thừa là hầu hết tất cả học sinh sinh viên chúng ta đều chọn cái khoảng thời gian là gà lên chuồng cú mở mắt để mà học. Còn buổi sáng ấy thì chúng ta còn đang... Bước 3, chọn phương pháp học tập phù hợp với bản thân nhất. Tùy theo sở thích và cũng như khả năng học tập của mỗi người mà bạn có thể lựa chọn các phương pháp học tập khác nhau. Và kể cả mục đích học tập của bạn nữa, bạn có thể học gạo, học vẹt để thi rồi qua, hoặc là học hiểu để sau này cống hiến cho đất nước, để mà tán gái có phải học thức hơn. Một số phương pháp học tập phổ biến có thể kể đến như là một lần ghi là một lần nhớ. Các bạn cứ học đến đâu thì ghi đến đó, nó hơi tốn giấy mực một chút nhưng mà khá là hiệu quả. Trong lúc học và ghi thì các bạn có thể đọc kiến thức ra thật to và rõ ràng, vì một lần nghe cũng là một lần nhớ. Ghi kiến thức cần học ra giấy nhớ để đi đến đâu cũng sẽ là thời gian cho chúng ta học. Và trước khi đi ngủ thì chúng ta có thể nhẩm lại bài để cho bài học sẽ đi vào trong giấc mơ. Có lẽ là như thế. Bước 4, chơi xả láng trước khi thi vài ngày. Sau những giờ học tập căng thẳng như vậy chính là lúc chúng ta được thư giãn đầu óc. Các bạn hãy cứ chơi thoải mái trong vòng vài ngày trước khi thi đi. Thậm chí là thầy cô cũng hay thường khuyên chúng ta như vậy. Và nếu như các bạn có lỡ quên thì những cái kiến thức mà chúng ta rất là vất vả có được thì hãy cứ bình tĩnh và quay lại với bước 1. Bước 5, nếu như kết quả thi có không tốt thì cũng đừng lo lắng. Nếu như kết quả thi của bạn không tốt như là mình mong đợi thì hãy cứ bình tĩnh và chấp nhận nó và thú thật với bố mẹ, vì cuối cùng thì bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ, chuyện gì? Kết quả thi lần này không được tốt lắm. Thế nhưng mà con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nếu như thế thì mày không sống nổi đến sáng mai đâu. Ơ, sao lại thế à? Mày biết tính của bố mày rồi mà. Nghe nói là điểm kiểm tra không đủ chỉ tiêu đúng không? Chúa đất ơi!